Okay, rất là tuyệt vời anh chị nha Rồi Và cái điều quan trọng đó anh chị Làm thế nào để chúng ta ứng dụng được Cái quy trình thu hồi thu nhập này Bằng được hấp dẫn anh chị nha Hay mình còn gọi là gì à? Mình thu hồi lại cái số tiền Mà người ta đang giữ của mình Hay còn gọi là Làm thế nào để chúng ta dương lại cái tài khoản của mình được không ạ à? Cái quy trình này anh chị Cái quy trình này Một trong những cái điều Rất là quan trọng anh chị nha Đó chính là cái cảm xúc của mình À, đó chính là cái tầng số cảm xúc của mình anh chị à, đó do vì sao mà có rất là nhiều người ấy là khi mà ứng dụng các bộ công thức này thì uh, có kết quả ngay lập tức nhưng mà có những anh chị thì khi mà chúng ta ứng dụng thì kết quả chưa có là cùng có nghĩa là chưa có anh chị nhắn là chúng ta cần một cái khoảng thời gian à, chứ không phải là không có được không ạ à? Thì cái quy trình này là nói thì luôn luôn đúng anh chị nha luôn luôn đúng được không ạ dù cho các anh chị chúng ta đang có bất kỳ một cái khoản nào ờ, hoặc là cái người mà họ chưa có gửi cho các anh chị là dù là họ ở uh, lâu năm rồi mà họ chưa có gửi lại thì chúng ta vẫn thu hồi được anh chị ờ, quan trọng là nó nhanh hay là chưa nhanh nó sẽ phụ thuộc vào cái cách mà các anh chị đón nhận được không ạ ờ, rồi cho tôi hỏi có bao trong số anh chị chúng ta ở đây là chúng ta đã cố gắng tìm rất là nhiều cách để mà chúng ta thu hồi cái khoản tiền của mình về rồi À, nhưng mà đen trên đường à, có cái 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 phản ứng thì có thể comment số 1 được không ạ? À? Thì một trong những cái điều đầu tiên á anh chị, à, tôi muốn nói các anh chị ở đây á là đầu tiên ấy khi mà chúng ta đã học rồi cái buổi thứ nhất và cái buổi thứ hai của tú rồi thì chúng ta phải hiểu được rằng tất cả mọi thứ đến là để giúp cho chúng ta gì ạ? À? phát triển hơn, giúp cho chúng ta thành công hơn những cái điều mà nó đến anh chị là do và vũ trụ và tiềm thức sắp xếp đến để nhắc nhở chúng ta một cái bài học nào đó nên nếu mà chúng ta không nhận ra bài học của anh chị thì chúng ta sẽ được nhắc nhở hoài à, và cái bài học nhắc nhở nó sẽ từ từ đến với cái cường độ nặng hơn lớn hơn cho đến khi anh chị tốt nghiệp được bài học được không ạ à? à, cho đến khi mà các anh chị tốt nghiệp được cái bài học đó thì thì thôi còn nếu mà chưa tốt nghiệp được thì sao à à cứ nhận hoài nha anh chị nha thì trong cái quy trình thu hồi thu nhập với anh chị, để trước khi mà chúng ta uh, bắt đầu cái quy trình uh, từng bước như thế nào thì có ba cái điều mà chúng ta cần phải giải quyết. Ba cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải giải quyết nha anh chị nha. Mối quan hệ thứ nhất, anh chị ghi giúp được không ạ. Vào trong vở của mình ấy. Mối quan hệ thứ nhất là mối quan hệ giữa mình với cái người mà mình cho mượn tiền. Và cái mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ giữa mình với tiền. Và cái mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ giữa mình với chính mình anh chị ghi giúp tố nha ba cái mối quan hệ mà các anh chị cần phải à, giải quyết giải quyết xong ba cái này rồi thì mình tốt nghiệp đại học anh chị nha còn mà một trong ba cái mà nó chưa giải quyết xong mà vẫn gì à còn phải <laughs> nhận bài học dài dài được không ạ à? rồi anh chị chúng ta ghi xong rồi có thể comment lên cung chat giúp tố luôn ạ à. Ừ. đầu tiên anh chị nha mình sẽ đi từ cái mối quan hệ đầu tiên là mối quan hệ giữa mình với cái người mình cho mượn tiền. Ừ. Rồi cho tôi hỏi là mối quan hệ giữa anh chị với cái người mà anh chị cho mượn tiền ấy lý do vì sao mà các anh chị lại cho họ mượn à là lý do vì sao mà anh chị lại cho họ mượn tiền có phải là vì các anh chị rất là tin tưởng không ạ các anh chị rất yêu quý họ quý mến họ và cái tình cảm mà mình dành cho họ anh chị cái sự tin tưởng mình dành cho họ nó chính là cái sự liên kết kết nối giữa mình với họ nên là sao anh chị nên là mình rất là tin rất là yêu nhưng mà sau cái sự việc trên thì sao ạ à? sau cái việc, sự việc trên khi mà mình uh, mượn tiền uh, mình gì ạ à? mình nói là gì à họ, họ không có gửi lại cho mình tiền <laughs> thì mình không có được vui mình không có được tích cực, tức là khi mà chúng ta đang có những cái cảm xúc mà không được tích cực với họ anh chị, thì sao à? Tức là đang cắt đứt đi cái sợi dây liên kết giữa mình với họ, giữa mình với họ anh chị nha. Và theo các anh chị khi mà chúng ta đã ngắt đi cái sợi dây liên kết giữa mình với họ, nó giống như câu chuyện như thế này nè. Khi mà đã ngắt cái sợi dây liên kết rồi thì cho tôi hỏi các anh chị nha các anh chị có muốn chơi với một ai đó mà khi mà các anh chị cảm nhận là họ đang không thích mình không các anh chị có muốn chơi với những người mà anh chị cảm nhận là lại gần họ họ có cái gì đó họ cứ gai gai mình họ cứ không thích mình các anh chị có dám lại gần không mặc dù họ không cần nói ra nhưng mà nhìn ánh mắt ánh mắt của họ thôi cái năng lượng họ tỏ ra thôi là anh chị biết họ không thích mình rồi thì mình đâu có muốn lại gần làm gì và tiềm thức của họ chính là họ đó anh chị khi mà họ sợ các anh chị ấy, là tiềm thức của họ cũng sợ anh chị luôn và tiềm thức của họ biết rằng là gì Tìm thức của họ bị áp lực bị áp lực khi mà gì ạ à? khi mà lại gần cái anh chị nên tìm thức của họ muốn bảo vệ bảo vệ họ bằng cách gì ạ à? cho chủ nhân không có lại không có gặp cái người cái người đó nữa không là bảo vệ chủ nhân bằng cách là không cho cái cái người đó cái người chủ nhân của nó họ bằng cách nào đó vẫn không gặp được anh chị ví dụ như là hẹn gặp nhau là cái khung giờ này gọi điện thoại nói chuyện với nhau tự dưng là họ có cái cuộc hẹn rồi hoặc là anh chị có cái cuộc hẹn nột xuất À, chung quy hai người không gặp không gặp nhau được để mà tìm thức bảo vệ cái người đó anh chị còn nếu mà chúng ta bảo rằng là gì thời gian lâu rồi bây giờ là chị á, tự chuyển từ ghét rồi từ oán giận sang không quan tâm nữa không quan tâm nữa thì khi mà anh chị không quan tâm là coi như là ngắt ngắt kết nối luôn anh chị nha ngắt kết nối luôn coi như không có sự kết nối nữa à, và đó do tại sao mà các anh chị thấy rằng là ở xung quanh chúng ta đều về năng lượng mà anh chị nên các anh chị sẽ thấy rằng là tại sao có những người mình gặp họ mà họ chưa có làm gì hết ấy. Mà mình cảm thấy rất là yêu, rất là mến. Nhưng mà có những người gặp uh, hoặc là mình họ chưa có làm gì mình hết trơn nha. Nhưng mà với cái trường năng lượng họ tỏ ra cái là mình thấy không thích liền. Có không anh chị? Có không ạ? À? Nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ cái người đó họ có cái cùng cái tầng số với mình ấy họ không có cùng tần số với mình hoặc mình không có cùng tần số với họ nên gặp họ cái mình thấy nó không mình không có thích nghe anh chị nha thì đó là mối quan hệ giữa mình với cái người mà mình cho mượn tiền thì xíu nữa chúng ta sẽ cùng là với tú làm cái bước quy trình để mà mình kết nối lại với tiềm thức của họ của mình với họ tại vì không kết nối được là không có không có nói năng gì với tiền bạc gì hết anh chị nha À, nếu mà chúng ta không có kết nối được, được với tiềm thức của họ Tiềm thức của họ không kết nối được với tiềm thức của mình Là họ không có nói năng gì đến cái quy trình tiếp theo đâu ạ à. Được không ạ à? Bao trong số anh chị hiểu được cái uh, Điều tôi vừa nói ở trên rồi Comment số 1 đi ạ à. ừ. Chút xíu mình sẽ cùng nhau làm quy trình anh chị nha Rồi và mối quan hệ tiếp theo anh chị mối quan hệ tiếp theo là mối quan hệ giữa mình với tiền, tiền của mình ấy. hay là mối quan hệ giữa mình với tiền thôi anh chị. cái lý do mà các anh chị đưa tiền cho họ mượn ấy không ngần ngại. bây giờ tôi hỏi các anh chị nha, ở bao trong số anh chị xem tiền là con của mình đâu ạ? À? ở bao trong số anh chị xem tiền là con của mình ạ? À? anh chị có thật sự trân quý đồng tiền của mình không? Trả lời thật lòng nha. Có trân quý thật không ạ? À? Anh chị bảo tiền là con của anh chị. Anh chị trân quý uh, tiền của anh chị mà hở sơ hở cái anh chị mang con của mình đi cho người khác à. Anh chị bảo anh chị trân quý lắm, anh chị yêu lắm à. Không phải cứ yêu tiền là cầm tiền anh hung hung đâu nha. Hung rồi nói với lời yêu thương rồi hung rồi hung đấy hung để mà cuối cùng là gì ạ? À? Uh, mang con của mình trao cho người khác đó. cái quan trọng là, là là bây giờ lúc mà anh chị trao cho cái người đó anh chị có cảm xúc gì? Nếu như mà anh chị yêu quý con anh chị á là anh chị sẽ không giao con của mình cho người khác đâu. Cá nhân tú là người tốt nghiệp được bài học này anh chị. Nên mình nói mà chị có xem như con lúc đó tại vì uh, xem như con nhưng mà mình cũng không biết, không ngụy biện thôi anh chị một khi mà tất cả anh chị em phòng gym này hầu chắc là tú nghĩ là chắc là 95 hay 90 90 tới 95 phần chắc đều mang con của mình cho nhà hàng sớm nuôi đúng không ạ cho người ta không mượn ít thì cũng mượn nhiều anh chị nha nên là chúng ta đừng có ngụy biện cho cái sự mà mình đã không có yêu con mình đừng có ngụy biện là chị có chị yêu con chị lắm nhưng lúc đó chị không do chị không biết thôi không nếu mà anh chị yêu con anh chị là con anh chị là số một nên đừng có nói rằng là chị yêu người chị yêu con chị lắm nhưng mà chị yêu người người kia hơn thế là anh chị đâu có yêu con anh chị đâu anh chị yêu người kia hơn mà tại vì nếu mà yêu con mình sao lại giao con mình cho người khác nuôi nếu mà anh chị yêu con anh chị anh chị phải cân nhắc trước khi mà cho người khác mượn cá nhân tôi cũng tốt nghiệp anh chị tại vì tôi cũng trải qua rồi nên là cùng cảm giác như nhau thôi anh chị tin cái người kia hơn con mình mà đúng không ạ nên khi anh chị giao luôn anh chị đâu cần suy nghĩ gì đâu đúng không ạ giao luôn đâu suy nghĩ đâu anh chị nha và về cái mặt tần số cảm xúc của anh chị ờ, đó là về 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 cái lý thuyết nhưng mà về cái mặt tần tần số cảm xúc là như vậy nha anh chị là Uh, cái cảm xúc mà các anh chị dành cho tiền của mình uh, ví dụ như là tiền con của mình đi khi mà nó thấy rằng là ba mẹ mình sao uh, giao mình cho cái người khác nuôi mình mà không biết nuôi mình có mập tròn chị hay không không biết có nuôi mình uh, như bố mẹ mình nuôi mình hay không mà bố mẹ mình nuôi mình thậm chí là cũng không có thấy hẹn ngày về luôn cũng chưa thấy hẹn ngày về cũng không biết khi nào được về luôn đó là cảm xúc của tiền đối với mình đó anh chị ở trên là cái cảm xúc của anh chị dành cho tiền là anh chị gọi là không cảm xúc và không quan tâm Nghĩ là sao ạ? Tiền dễ kiếm mà mối quan hệ là gì? À, mối quan hệ là quan trọng nhất cả nể người ta, sợ không cho mượn người ta giận, sợ không cho mượn mà mất mối quan hệ này. Nên là cái cái phần phía trên tôi vừa nói anh chị là là cái phần mà cái anh chị cảm xúc của các anh chị dành cho tiền và đây là cái cảm xúc mà tiền đang nghĩ về các anh chị đây là nó nghĩ là gì ạ? Ba mẹ không thương mình. Thứ nhất anh chị nha, đó là cảm xúc mà cái đứa con của mình ấy nó cảm cảm thấy như thế. Và cái thứ hai anh chị là tiềm thức của mình ấy sẽ bị áp lực. Tại vì tiềm thức của mình thì không có hiểu là do tiền hay là do cái người kia là mình áp lực đâu anh chị nha. Nói chung mà chỉ cần anh chị nghĩ về cái khoản tiền đó mà do cái người đó họ giữ của các anh chị mà các anh chị áp lực các anh chị lo lắng các anh chị bực bội có nghĩa là anh chị đang tác động một cái một cái năng lượng rất là không có tích cực lên cái khoản tiền đó và tiềm thức nó biết rằng cái khoản tiền này làm cho các anh chị nghĩ tới áp lực thì nó gì ạ à? đem đi xa càng xa càng tốt tại vì tới gần chủ nhân mà là chủ nhân mình áp lực lắm nhưng mà nó không biết rằng là do cái số tiền này chưa về nên mình áp lực anh chị nó cứ nghĩ rằng là do cái số tiền đó do cái người đó làm cho mình áp lực nên nó đẩy hai cái đó đi ra xa luôn nó gọi là gì ạ à, đẩy gì ra xa luôn anh chị nha à, Bao trong số anh chị Chúng ta nắm được comment số 1 đây ạ à. Nếu mà các anh chị vẫn đang gì vậy? Lo lắng lo sợ áp lực Khi nghĩ về số tiền đó Hoặc nghĩ về cái người đó Thì chỉ làm cho cái số tiền đó ngày càng đi xa thôi anh chị Và thậm chí là một thiện sau Là cái mối quan hệ của anh chị Là coi như là thuê bao với khách điều gọi hiện không liên lạc được à, Xin với khách vui lòng đừng gọi nữa nha anh chị nha nên nếu mà chúng ta bảo chúng ta thật sự yêu quý tiền chân quý đồng tiền của mình thì các anh chị phải học cái cách yêu tiền đúng cách yêu tiền đúng cách anh chị nha chúng phải cầm tiền lên hung hung rồi chắc chiêu hung tiền xong rồi quản lý tiền chắc chiêu không xài không dám xài ăn không dám ăn mặc không dám mặc là gọi là yêu tiền đó anh chị không phải anh chị nha mà nếu anh chị bảo anh chị yêu tiền ấy anh chị bảo anh chị yêu con mình yêu tiền ấy Cái anh chị phải gì ạ đây mới là hành động yêu nè anh chị chứ không phải cứ tối ngày cầm cục tiền xong để trong nhà rồi chắc chiêu từng đồng ăn không dám ăn mặc không dám mặc ờ, rồi cái việc mà đi kiếm tiền ở chợ một cái nỗi ám ảnh của mình anh chị tại vì thường ai mà chúng ta hay chắc chiêu và tiết kiệm mà bởi vì chúng ta nghĩ rằng là sợ không biết ngày mai ra sao không biết ngày mai có có bị thất nghiệp hay không không biết hôm nay kiếm ra tiền ngày mai có kiếm ra được tiền hay không cái cuối cùng mà anh chị vẫn đang áp lực vì tiền mà vẫn đang làm cho tiền nó cảm thấy là gì ạ? À? Ui, mình giống như là một cái gánh nặng của chủ nhân gì đó. Cứ chủ nhân nghĩ tới mình là áp lực. Nhưng mà không phải nói như thế là mai mình lấy tiền mình xài hết nha. Mà chúng ta phải học cách gì anh chị? Quản lý tiền. Xài cho những việc cần xài. Và phải cần tiết kiệm. Như thế nào chúng ta phải học? Nên là trong cái buổi zoom này tôi không thể nào chia sẻ hết mọi cái được nên các anh chị không phải tham gia gì à? đầy đủ các buổi zoom của nhóm để chúng ta gì ạ à? yêu thương đứa con của mình bằng cách thứ nhất phải học cách quản lý tiền đầu tiên học cách kiếm tiền anh chị nha thứ hai học cách quản lý tiền và thứ ba phải học cách nhân tiền làm sao cho số tiền của mình kiếm được ấy, nó ngày càng bự lên bự lên bự lên và nó phải nhân lên nhiều hơn nữa Chứ phải kiếm 5 triệu và có đúng 5 triệu thôi Kiếm 10 triệu cái có đúng 10 triệu thôi cái Xong để 10 triệu đó cất trong nhà Cho tôi hỏi mình cất trong nhà một năm sau Giá trị nó có bị giảm đi không anh chị ơi Giảm hay tăng à Thế tính ra là mình để cho con mình ngày càng ốm đi chứ có mập lên đâu anh chị. nếu mà anh chị để tiền, nếu mà anh chị để tiền trong nhà anh chị tiết kiệm chắc chưa từng đồng cái không xài gì hết đấy. À, xong mà nghĩ là như thế là yêu tiền đúng không? Mà tiền của mình năm sau nó giảm đi. Giảm giá trị đi thì tính ra mình có yêu tiền không ạ? À? Yêu tiền phải làm cho nó ngày càng nhân giống lên cho nó một anh em mà nó ra năm anh em, 10 anh em, 100 anh em chứ sao một mình nó năm sau giảm còn nữa. <laughs> Đã gì ạ? đã là con đứa con gọi là gì? À, đứa con duy nhất trong nhà thôi mà giờ còn bị uh, suy dinh dưỡng nữa ờ à. À, còn bị suy dinh dưỡng nữa là sao được đúng không ạ à? nên vậy không phải là yêu tiền đúng cách anh chị nha mà chúng ta phải học cách yêu tiền đúng cách là nghĩ chúng ta phải học cách kiếm tiền quản lý tiền và phải nhân tiền nhưng sao cho ngày càng to bự ra mập lên đông anh em trong nhà lên đúng không ạ à? ừ và cái lý do anh chị, cái lý do mà cái người đó họ mượn tiền mình ấy là họ là một cái nguồn lực mà vũ trụ mang đến để các anh chị học được một cái bài học đó chính là bài học quản lý tiền anh chị nha, bài học liên quan về nhiệt kế tài chính, về cái tư duy tài chính của mình, về cái cách quản lý tiền của mình. À, cho tôi hỏi có bao nhiêu trong số anh chị chúng ta ở trong phòng gym này, chúng ta có cái khả năng tạo ra dòng tiền rất là tốt Nghĩa là kiếm tiền thì nói chung là nhiều hay ít thì mình không nói ha nhưng mà khả năng kiếm tiền của mình là nói chung là đặt ở đâu cũng kiếm được tiền <laughs> ở đâu cũng sống được anh chị nha và kiếm rồi thậm chí là có rất là nhiều anh chị là kiếm nhiều nữa có mà có anh chị nào chúng ta có có những cái khoản tiền rất là lớn trong những năm mà chúng ta đi làm không ừ. thế giờ câu hỏi đặt ra là cho những anh chị nào mà chúng ta uh, đen đang ở trong cái tình trạng như thế anh chị nha là mình kiếm tiền rất là tốt nhưng mà tự dưng là bây giờ không thấy tiền đi đâu hết rồi Có cái người này mượn Người kia mượn kinh doanh này Đầu tư này thì không ok Cái xong đi đâu luôn Sống đi đâu luôn anh chị Khả năng kiếm tiền rất là giỏi anh chị nha Có nghĩa là sao ạ à? Có nghĩa là đang nhắc nhở chúng ta Cái nhiệt kế tài chính của mình nó đang đen như thế này anh chị Đây là một cái ly Cái ly này à, 600ml Ờ 600ml nước ha anh chị nha Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy một cái chai nước Lấy một cái ca nước 2 lít Chúng ta đổ vào Giờ cái ly này chứa được 600ml Vậy cho tôi hỏi khi anh chị lấy cái ca nước 2 lít Anh chị đổ vào thì Có hiện tượng gì xảy ra Có hiện tượng gì xảy ra anh chị ạ à? Nước sẽ bị tràn ra và tương tự cái ly nước này nó tượng trưng cho cái hộp nhiệt kế tài chính của chúng ta nếu mà cái cái tư duy tài chính của chúng ta anh chị hay cái khả năng kiếm tiền của mình ấy cái khả năng giữ tiền hay là cái tư duy của mình ấy cái hộp thịnh vượng của mình anh chị nha nó chỉ chứa được tầm trăm triệu thôi mà giờ tự dưng là thị trường phát triển quá thị trường lên quá thị trường tốt quá các anh chị gặp những cái cơ hội tốt anh chị kinh doanh anh chị đầu tư có thể giúp cho các anh chị kiếm tiền trăm tiền tỷ nhưng mà bởi vì cái nhiệt kế tài chính của mình nó không có thay đổi anh chị cái ly của mình nó vẫn là 600 ml nhưng mà cái lượng nước mình kiếm được ấy, mình đổ vào là hai lít thì nó sẽ tràn ra hết thông qua cách này hoặc cách khác anh chị đó do vì sao mà chúng ta thấy có những thời điểm chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà tự dưng có người này đến hỏi con họ còn không thì có việc này việc kia để dùng còn không thì đầu tư vào nhầm chỗ rồi cho uh, đầu tư kinh doanh uh, không có đúng và làm cho số tiền ngay phải, phải vơ đi dần và về đúng cái nhiệt kế của chúng ta à bao trong số anh chị chúng ta nắm rõ cái điều tôi vừa chia sẻ thì uh, comment số 1 nha à. à đúng rồi đó có một bạn bảo là giống như chúng số đó anh chị anh chị thấy những người chúng số mà chúng lần độc đắc đúng không ạ nhưng thời gian sau sao anh chị? À, lúc đầu có rất nhiều thời gian sau về thậm chí là về lại đúng cái vạch ban đầu và thậm chí là còn tệ hơn nữa. Còn về cái mức mà thấp hơn nữa anh chị. Là tại vì họ là gì ạ? Họ là những cái người mà chưa có nhiệt kế tài chính mà vậy may mắn quá chúng số anh chị nha. và họ may mắn là chúng số nên là sao anh chị. Nhưng mà họ không có phát triển cái tư duy của họ lên. Nên thành ra gì ạ? À? Ừ. nên là đã về đúng cái nhiệt kế ban đầu của họ, có bao nhiêu thì chỉ có tới ngưỡng đó thôi. Và cái số tiền kia nó vơi dần thông qua cách này hoặc cách khác. Vậy cái bài học mà chúng ta cần phải tốt nghiệp ở đây là gì anh chị? Thứ nhất là do nhiệt kế tài chính của mình chưa có cao. Thứ hai là do chúng ta chưa biết cách quản lý dòng tiền. Nên cái người đó họ đến để họ thực hiện một cái sứ mệnh đó là cho chúng ta tốt nghiệp bài học về tiền về cái việc là chúng ta quản lý tiền và chúng ta cần phải học cái cách quản lý tiền nhân tiền và kiếm tiền chứ bây giờ vũ trụ không thể nào mà hiện ra mà khiều khiều chúng ta chắc mình ngất luôn anh chị nha vũ trụ phải nhờ một cái một cái con người nào đó một cái sự kiện nào đó đến để sao à nhắc nhở các anh chị đúng không ạ à? chứ giờ cho ai đó đến giờ vũ trụ hiện ra ngất luôn vậy thì vũ trụ chúng ta vũ trụ muốn chúng ta tốt nghiệp đại học gì à? nhắc mình hoài bao trong số anh chị cho tôi hỏi là cái lần mà cái số lần mà anh chị cho người khác huy động vốn ấy hay là số lần anh chị kinh doanh đầu tư ấy, mà không dưới hai lần thì comment số 2 đi à? ý là trên hai lần ấy anh chị ở trên hai lần comment số 2 nha nghĩa là tiền anh chị là tự nhiên là nó đi va vô chỗ này va chỗ kia không thì cho người này mượn người kia mượn cái xong mất tiêu thì comment số 2 đúng à. là vũ trụ nhắc nhẹ nha anh chị lần một phát triển đi hoặc cách bạn đi tiền đi nhưng mà sao ạ à? anh chị đẩy ra không quan tâm thu cái này ta bày kêu khác đúng không à thu cái này ta bày kêu khác không cái người này như thế thôi chứ người kia chắc không có đâu cứ cho mượn tiếp gì ta cái câu gì mà anh chị hay nói là gì à gì cứu người hơn xây bảy cánh chùa á ừ. xong rồi nghe xong sao à Các okay, anh chị đợi tôi một xíu ha. Ok chưa? Rồi, cảm ơn tất cả anh chị nha. À, chờ đang uh, chờ đang uh, đang đang mát mẻ anh chị đang uh, chờ ở ngoài đang mưa. Nên là tôi cũng ra quyết định là đường truyền mạng tốt anh chị nha. Rồi. À, ý là vụ cho nhắc nhở gì vậy? À? Ở phát triển đi, học tập đi mà. Nâng cao tư duy đi. Nhưng không. Ok này ta bày cái khác. À không không lẽ cả đời cứ thu hoài còn không thì sao anh chị không thì sao à à người này vậy thôi chứ chắc người kia tốt hơn người kia chắc là mượn là trả đúng hạn và chúng ta không quan tâm cứ cặm cụi làm thôi anh chị và mình nghĩ rằng cái việc mà phát triển bản thân là mất thời gian và mình không bao giờ dành thời gian cho cái việc phát triển tư duy của mình cho đến khi mà cái cái việc mà cái việc mà tài chính của anh chị nó không khỏe luôn ấy anh chị chịu hết nổi rồi thì các anh chị bắt đầu chịu phát triển bản thân lên và chịu học về những cái gì liên quan về tiền đúng không ạ mới chịu rồi là nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên anh chị nha nhưng mà những anh chị nào chúng ta không tốt nghiệp ra chúng ta cứ để ý đi ạ à là cái chuyện cái tình huống đó nó nó sẽ ẩn nấp dưới nhiều dạng lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại chung quy là làm sao cho tiền anh chị vơ dần vơ dần vơ dần đúng rồi rất đúng anh chị ơi nó không ở dưới dạng này nó lại dưới dạng khác anh chị đầu tư vào cái cơ hội này cái tự nhiên là không tốt cái kinh doanh thì anh chị nói là kinh doanh thì chắc chắn là không ai không ai mà mà lừa mình hết trơn ấy. cái nhập nóng hàng về bán không được đúng là không có lừa anh chị nha chỉ có điều là mình không đủ năng lực để mình bán thôi được không à hoặc là tự nhiên là có người này mượn còn không thì người còn không thì ở nhà có việc cần ở nhà có việc cần anh chị nha à, cho mượn chút đi cho mượn xài xíu đi nhà có việc gấp lắm xong anh chị cho mượn nó không cho người ngoài mượn người ngoài cho mượn không cho nhưng mà người nhà thì cho mượn đó anh chị nên nếu mà không phải người này thì cũng người khác Mà nếu mà không phải chuyện này là chuyện khác tới anh chị nha Để mà so cho cái số tiền anh chị nó tràn ra Nó tràn ra về đúng với cái nhiệt kế tài chính của mình Và khi mà các anh chị hiểu cho cái bài học này nè anh chị nha Hiểu các cái bài học này anh chị sẽ rất là thương Cái người mà họ đến họ huy động vốn của mình Bởi vì họ chỉ là một cái nguồn lực vũ trụ gửi tới thôi anh chị Để anh chị tốt nghiệp đại học thôi nên là cái bài, nên là cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay bây giờ là gì ạ à? đó là chúng ta cần phải kết nối lại với họ ừ, kết nối lại với họ anh chị nha bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái quy trình uh, kết nối lại với cái tiềm thức của cái người uh, đối tác hay cái người mà đang huy động vốn từ mình nha anh chị có nhiều anh chị hồi nãy tôi thấy comment nó không chat như vậy nè mà tôi cũng đợi là tôi nói xong cái phần ở trên thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Các anh chị cứ nói người ta giật nợ của anh chị Anh chị cứ nói người ta lừa anh chị Thế tôi hỏi các anh chị nha Cái ngày mà anh chị cho người ta mượn ấy Người ta có thôi miên anh chị không? Người ta có tự lấy điện thoại anh chị Người ta chuyển khoản cho người ta không à? Hay anh chị tự lấy tiền điện thoại ra Anh chị bấm cái số tài khoản anh chị Anh chị đăng nhập mật khẩu và Anh chị chuyển cho người ta Mà anh chị còn cười hí hay hẳn nữa nói chợ em mượn ít thế sao không mượn nhiều lên nên chị nhiều lắm yên tâm đi cứ cần gì cứ nhắn chị nhé lúc đó anh chị mang cái cảm xúc như nào và cái lúc cái khoảng khắc đó anh chị có nhớ là cái hình ảnh cái lúc mà anh chị cho người ta mượn không ạ à? trời anh chị cho người ta mượn và kể cả, cả khách hàng mua công nợ là cũng do anh chị cho phép họ luôn không có cái gì trong cuộc đời này mà không được phép từ anh chị mà được quyền xảy ra đâu anh chị nha anh chị ghi vào bởi giúp tú đi ạ à. trong cái cuộc đời này nếu mà không được chúng ta cho phép ấy, và không được chúng ta chấp nhận và đồng thuận anh chị nha thì không có bất kỳ một cái chuyện gì được phép xảy ra hết như thầy bói nói với tú là phải đi nước ngoài mới thành công được đây việt nam đây có đi đâu đâu tú vẫn sống việt nam ở từ lúc mà thầy bói coi tú từ năm hai mười mấy ấy, anh chị nói là số con phải đi nước ngoài chứ còn ở việt nam là mà không nên cái lúc đó là mẹ tú với chị hai tú là kiếm cố gắng kiếm để mà mà, mà để tú đi ấy, anh chị kiếm người để kết hôn xong rồi để đi nó không con đâu muốn đi đâu tại vì tú là không ăn được đồ nước ngoài anh chị nha tú chỉ ăn được món việt thôi tú hồi tại hồi xưa thì cũng rất là thích uống trà sữa anh chị nha chợ bên nước ngoài đâu có trà sữa đâu <laughs> Quyết tâm không đi anh chị Nên là tôi nói anh chị nghe là Không có bất kỳ một cái câu chuyện gì Một cái gì nó được phép xảy ra Khi mà chúng ta không cho phép hết Nên kể cả anh chị dành cho khách hàng Hay là người đại lý anh chị mua hàng Công nợ hay là thiếu gì đó Là do anh chị cho phép mà Chứ nếu mà không cho người ta có mua được không ạ Và cho tôi hỏi anh chị một câu nha Anh chị cho phép họ được quyền công nợ Thế anh chị có lợi không Không có lợi đố anh chị cho nghĩ đi nghĩ kỹ đi anh chị ơi, mình đừng có, mình đừng có từ bi, mình đừng có, kiểu là mình đang nghĩ là mình được, mình từ bi nha. Trời ơi, mình được lợi mình mới cho chứ đâu ra. Nên thôi mình đừng, mình đừng tỏ ra là mình đang rất là đáng thương anh chị. Như thế mình còn rơi vào trạng thái là nạn nhân ấy. Đâu những anh chị nào nãy comment anh công nợ cho tôi hỏi có anh chị có được lợi không? Được nghe gì à? Chạy danh số, em được lên vị trí nha này là đại lý một đại lý hai của em nè tôi là người kinh doanh mà anh chị không có gì mà không biết đó. có không ạ à? trời ơi, mình lợi quá trời luôn vậy được tặng chuyến đi singapore này đấy hôm trước có chị gì bạn học tập của tú này nghe nhập hàng mấy trăm triệu được tặng chuyến đi nhập phát một luôn anh chị Mới nói ủa cái tiền chị nhập hàng em thấy cái tiền đó chị đi được mười mấy hai mươi chuyến á đó là đẳng cấp của những nhà lãnh đạo anh chị phải nói sao mà 300 triệu mà được tăng chuyến đi Singapore 15 triệu mà vẫn mua trong khi là 300 triệu đó anh chị đi được <laughs> được bao nhiêu chuyến anh chị ơi 300 triệu anh chị đi chắc hai 20 chuyến luôn đó. à, là do ai hả tính ra vẫn do mình do sự hiểu biết mình không có sự hiểu biết tới nơ tới chốn mình thích uh, cái gì uh, nhãn mát hơn thì bài học mình nhận lại là gì ạ? Tồn hàng thôi. Đúng không ạ? À? Ừ. Rồi công nợ anh chị phải được lợi chứ anh chị không được lợi dễ gì anh chị cho người ta mượn anh chị cho người ta nhập hàng trước ừ. nên là mình đừng có trách người ta nữa anh chị ơi mà chúng ta không chịu hay nhỏ mà chúng ta có ngồi trách người ta các anh chị cứ cứ cố cãi với tú anh chị cứ cố là cố chấp nè xong anh chị nói không chị không có cho mượn người ta giật nợ chị người ta lừa chị không không phải là cái buổi mà bóp phốt <laughs> Bóp phốt nha anh chị nha Không cần comment lên đâu à Chúng ta tập trung vào cái điều mình muốn đi anh chị Cái đó là cái cái điều mà mình đã làm không đúng Thì bây giờ mình, mình cải thiện, mình thay đổi thôi Còn cái đó là Anh chị phải hiểu rằng là đó là những cái hoạt động kinh doanh Thì người ta phải có những cái Cái promotion như thế Thì để người ta thúc đẩy hệ thống Hay là cái công việc người ta phát triển và đâu phải là do cái mặt hàng của người ta hay do cái cách làm việc người ta không tốt không đúng đâu mà do mình không có đủ năng lực anh chị mà mình kỳ vọng quá cao so với năng lực của mình mình không chỉ phát triển năng lực của mình lên anh chị được quyền kỳ vọng nha anh chị phải phát triển năng lực của mình lên bao trong số anh chị hiểu và ra định mình tốt nghiệp đại học tôi vừa nói mà số 8 đi ạ à? đừng nói là người ta lừa mình anh chị nha hay đừng nói người ta tồn hàng của mình hay là như thế nào không đâu anh chị được phép kỳ vọng anh chị được phép mua hàng số lượng lớn từ cái từ cái công việc kinh doanh của anh chị nhưng mà anh chị phải phát triển cái năng lực của mình lên chứ đừng nói người ta thế này thế kia với mình như vậy là mình đang um, gieo những hạt giống không tốt đó anh chị và nếu mà các anh chị cứ liên tục nói người ta như thế là anh chị đang đẩy cái mối quan hệ của anh chị với người ta đi ra xa đó thì đừng hỏi sao rồi trời ơi cái cái người đại lý này tổng đại lý của tôi là không hỗ trợ tôi rồi các kiểu vân vân không đâu tại anh chị đẩy người ta đi ra xa thông qua những cái suy nghĩ của anh chị là gì à? là người ta công nợ mình là người ta gì à? Ờ, không này với kia với mình các kiểu không đâu anh chị và anh chị biết không mà sức mạnh của ngôn từ ấy nó sẽ kiến tạo nên cái cuộc đời của các anh chị đó nên nếu anh chị mà cứ nói người ta giật rồi ta lừa anh chị thì anh chị sẽ tiếp tục thu hút những cái con người những cái sự vì sự vật những cái sự kiện nó đến với các anh chị tiếp để để mà thiện thực cái điều mà anh chị vừa nói là giật với lừa tôi là thủy thủ tôi an toàn ha nên là những cái cụm từ mà không tích cực chúng ta hạn chế nói đi anh chị à, ví dụ như là giật nè, lừa nè, các kiểu nè, rồi nói người ta là lừa gạt mình không đâu các anh chị chỉ nói là gì à? à mình chưa có sự hiểu biết mình phải nhận trách nhiệm về mình mọi cái là từ hôm bữa chúng ta đã thống nhất với nhau trong ngày số 1 đúng không ạ à? mọi thứ đến từ ai anh chị ơi mọi thứ đến từ ai ạ à? mọi cái vấn đề mà các anh chị nói với tối ngày hôm ngày số 1 ấy là là từ cái phần mình đổ xuống thôi là từ mình mà nha anh chị là từ mình nên là mình không thể nào mà mình nói rằng là gì ạ à? nói cái nói được thay đổi ngôn từ anh chị ngôn từ của anh chị thay đổi thì cuộc đời anh chị sẽ thay đổi theo khi anh chị thay đổi thì cuộc đời thay đổi theo khi anh chị thay đổi cả thế giới thay đổi đừng dùng những cái ngôn từ nó không tích cực nha anh chị ừ. đừng có dùng những cái ngôn từ không tích cực nữa nó chỉ làm cho chúng ta gặp những cái sự việc đó thêm mà thôi ok không ạ à? nhớ là do mình không phải do họ do mình Mọi thứ đến từ mình anh chị nha Mình là người ngày hôm đó mình đã về chuyển tiền rất vui vẻ Sao anh chị không nhớ là cái lúc đó anh chị đã chuyển Gửi cái đứa con của mình đi Anh chị vui như thế nào Bây giờ anh chị chỉ nhớ tới cái cái khoảng khắc Mà họ nói với anh chị là họ hứa Họ chưa có gửi lại, họ cứ hứa lèo, hứa lèo hoài Anh chị đã nhớ tới khoảng khắc đó Mà anh chị không nhớ cái ngày hôm đó là ai là người chuyển tiền cho họ sao Ai là người cầm tiền đi Ai là người cầm tiền đưa cho họ sao Thậm chí còn qua sớm nữa cho mượn tiền mà đi sớm lắm anh chị <laughs> nhắc nữa mới ghê chứ em ơi gửi số tài khoản chị chuyển lẹ cho xong công chuyện rồi chị đi làm việc khác <laughs> à, ừ tú anh chị đưa số tài khoản chị chuyển lẹ cho tú làm việc khác nữa chị nhiệt tình luôn anh chị Trời chị nhiệt tình luôn nên thôi anh chị ha do mình thôi không chết ai bây giờ Trách mình thôi anh chị nha rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước cho mình có thể làm uh, kết nối là với cái uh, mối quan hệ của mình anh chị cái mối quan hệ là cái cái người đối tác của mình cái người mà họ đang huy động vốn của mình mà họ đang gửi về mình sẽ làm mối quan hệ hòa hợp giữa mình với lại là uh, cái người mà đang mượn tiền của mình trước sau sau đó là mình sẽ bắt đầu uh, gọi là hòa hợp uh, mối quan hệ giữa mình với tiền. và sau đó là giữa mình với mình nha anh chị nha rồi uh, bước đầu tiên anh chị cái bước đầu tiên bước đầu tiên nha các anh chị hãy rắc bụi phép màu cho từng người trong cái danh sách mà hôm trước tôi nói các anh chị anh chị ghi tên ra từng người một và nhìn vào cái danh sách đó bạn anh chị rắc bụi phép màu cho từng người rắc bụi phép màu cho từng người anh chị nha rắc những điều tốt đẹp nha chứ đừng có rắc lúc mà rắc bụi phép màu ấy miệng thì nó rất buộc phép màu nhưng mà trong lòng thì nghĩ gì ạ đáng ghét các kiểu vân vân là không được anh chị anh chị rất cái gì là họ nhận cái đó đó à, cho họ anh chị hai và bước hai anh chị thực hành lòng biết ơn với họ bước hai thực hành biết ơn anh chị nha anh chị ghi vào giúp tú cái cú pháp này tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn anh hoặc chị anh chị ghi tên họ vào nha anh chị anh chị ghi tên cái người đó vào nam hay nữ anh chị tự ghi là anh hoặc chị nha và anh chị ghi tên họ vào có họ tên càng tốt anh chị nha đã đến giúp tôi nhận ra bài học về quản lý tiền và nâng cao nhiệt kế tài chính của mình lên nhờ vậy mà tôi gặp được nhóm học tập được học cách quản lý tiền và nhân giống đồng tiền của mình lên rồi đó là câu đầu tiên anh chị nha câu thứ hai cảm ơn anh hoặc chị anh chị ghi tên cái người đó vào nếu như trong suy nghĩ lời nói hay hành động của tôi có nhật, có chưa đúng đắn vậy thì xin phép cho tôi được yêu thương hòa hợp với mối quan hệ này nhé. Anh chị nào ghi không kịp xíu chúng ta sẽ nhận uh, cái file từ những người bạn của mình. Vì Tú không có thời gian để đọc cho các anh chị đâu anh chị nha. Rồi, tiếp anh chị nha. Câu thứ ba Đây là cái chút, lúc mà chúng ta thực hành là biết ơn nha anh chị. Xong rồi mình thực hành là biết ơn xong rồi mình sẽ bắt đầu gì ạ? À, ờ, mình sẽ bắt đầu chúc phúc. Anh chị ghi bước số 3 đi ạ. À? Chúc phúc. Cho sự thành công của cái mối quan hệ đó. anh chị sẽ chúc phúc cho từng người nha nghĩa là khi mà anh chị thực hành là biết ơn hay anh chị chúc phúc đấy thì anh chị phải là ghi tên từng người ra và chúng ta sẽ ưu tiên cho cái người mà mà chúng ta cảm nhận là dễ thu hồi nhất để sao để chúng ta gia tăng cái niềm tin lên trong những cái người đầu tiên thì những cái người sau chúng ta niềm tin lớn mà anh chị thì nó sẽ giúp chúng ta đạt cái mục tiêu nhanh hơn được rồi rồi chúng ta đến phần chúc phúc nha anh chị nha tôi thật tâm chúc cho anh chị bà chấm tên của họ anh chị có cuộc sống sung túc đủ đầy thịnh vượng giàu có và những điều tốt lành đến với anh chị liên tục được nhân bội tôi nhìn thấy anh đang làm ăn rất phát đạt rất phát triển rồi xong tới khúc này là mình bắt đầu mình khen hả anh chị anh chị rất trung thực chân thành và công bằng tôi rất cảm ơn vì đã nhận được khoản tiền rồi anh chị ghi số tiền ra một cách nhanh chóng thuận lợi và dễ dàng Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ừ. Đó là bước số 3 anh chị nha, chúc phúc. Và sau đó là khi anh chị biết ơn xong rồi, anh chị chúc phúc xong rồi, anh chị mới nói ra cái điều anh chị muốn là anh chị cảm ơn vì họ đã gửi cho các anh chị số tiền đó. Nha anh chị. Chúng ta có thể nói rằng là gì ạ? À? Ờ, cảm ơn anh đã trả cho tôi chính xác số tiền. Anh chị ghi số tiền ra. Hoặc là gì ạ? À? Ờ, tôi uh, rất là cảm ơn vì đã nhận được cái khoản tiền bao nhiêu. Cái nào cũng được anh chị nha, quan trọng đó là cảm xúc thôi. Đúng không ạ? À? Ừ. Rồi bước số 4 anh chị. Bước số 4 bắt đầu bật nhạc thôi miên lên. Là buổi tối anh chị nha mình làm buổi tối. Sau đó là mình cầu nguyện là mình đọc vào cái bài mà lòng biết ơn ở phía trên ấy, từ trên xuống dưới cho đến cái phần chúc phúc đó là cái bài mà chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Thì sau khi chúng ta cầu nguyện xong rồi chúng ta bắt đầu hình dung tưởng tượng cái khúc mà họ đưa tiền cho mình. Hay là họ chuyển khoản cho mình, họ nhắn tin gì nè chị ơi hay em ơi gửi cho chị số tài khoản nhé chị gửi lại cho em tiền này anh chị muốn ghi cái câu nào cũng được bất kỳ câu nào mà anh chị muốn nghe từ họ và lúc đó anh chị phải nhìn thấy là gì ạ họ vui vẻ hạnh phúc như thế nào anh chị phải thấy được cái khoảng khắc họ trả tiền cho các anh chị ấy, là như thế nào và cái cảm xúc của các anh chị như thế nào trong cái khoảng khắc đó nha anh chị nha và chúng ta làm đi làm lại bốn cái bước này anh chị làm đi làm lại bốn bước này mỗi ngày cho tới khi cái cảm xúc của các anh chị thật sự là hạnh phúc và thật sự là biết ơn nó không còn cái sự uh, ganh ghét hay cái sự mà chúng ta hay gọi là chù ẻo người khác hay là chúng ta dùng những cái lời nó không tích cực với cái người đối phương mà họ đang giữ tiền họ đang huy động vốn tiền từ mình ấy. thì khi đó chúng ta mới bắt đầu thật sự có lại cái sự kết nối anh chị phải làm cho đến khi mà bên trong của mình ngập tràn cái sự biết ơn và hạnh phúc ấy khi mà nghĩ đến họ anh chị nha chứ không phải là nghĩ đến là gì cái số tiền của mình bực ghê luôn á làm bao nhiêu lần làm mấy tháng nay làm quá trời làm làm cái gì cũng làm gọi biết bao nhiêu cách gọi rồi hù dọa các kiểu vân vân rồi ngày kia mà vẫn chưa gửi lại không anh chị nha anh chị phải làm và viết những cái quy trình này á cho đến khi mà bên trong anh chị là sự hạnh phúc và biết ơn khi đó bắt đầu mới có cái sự kết nối được và tiềm thức của anh chị ấy, là cái người biết rõ nhất cái thời điểm nào là thời điểm cái người đó họ tự động liên hệ anh chị để mà gửi lại tiền luôn. Cho dù là bao nhiêu năm anh chị nha. Còn nếu nha, khi mà anh chị thực hành cái quy trình này mà bên trong anh chị có sự thôi thúc ấy. Thôi thúc là cứ muốn gọi điện cho họ thì anh chị hãy bóc máy lên gọi dạ. Nhưng hãy gọi trong một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Khi bên trong anh chị có sự thôi thúc có nghĩa là tiềm thức tiền thôi thúc anh chị gọi. Nhưng mà nếu anh chị thấy mình không có tin ấy, mình gọi mình cứ nghi ngờ chắc người ta không trả đâu. Người nhìn nhìn thấy người ta cũng khó khăn lắm ấy. Không biết đâu như vậy có tội nghiệp không ta. Rồi không biết có bóc máy mình không ta là không nên gọi nha. Gọi trong sự nghi ngờ là fail rồi tốt nhất không gọi, không nên nhắn gì hết. Cứ phó thác cho tiềm thức đi. Được không ạ? À? à? cứ phó thác cho tiềm thức anh chị nha. Còn nếu mà chúng ta làm theo những cái bước như tôi vừa nói ở trên anh chị. Thì tính thức của anh chị sang người biết Thời điểm nào là thời điểm chính xác Để cái người đó gọi cho các anh chị Họ liên hệ cho các anh chị Được không ạ Các bạn anh chị ưu tiên người nào Anh chị thấy dễ nhất mà Nha anh chị nha Được không ạ à? Và anh chị nhớ cái quy trình này á anh chị phải có niềm tin có cảm xúc thì mới làm được mới kết quả còn anh chị làm anh chị không tin ấy anh chị không xác quyết thì đừng làm hôm trước có một chị Tôi có hướng dẫn uh, cái uh, quy trình bán bán bất động sản anh chị vào cái quy trình thu hồi thu nhập ấy thì khi mà tôi nói chị nó biết tại sao mà cái quy trình đó nó chưa có đạt được là bởi vì bên trong còn 50-50 nên là tôi nói hãy tuyên bố lại đi chị sẽ xác quyết với tiềm thức của chị đi và phải nói tiềm thức chị biết là chị cần cái số tiền đó để làm gì hãy nói về tâm sự thủ thủy với tiềm thức của chị đi được không ạ à? nói và thủ thủy tiềm thức ơi chị rất là cần số tiền này tiềm thức ơi chị cần số tiền này lắm luôn à, tiềm thức ơi chị cần số tiền này lắm em giúp chị à, để chị có số tiền này lại nha chị cảm ơn rất là nhiều được không ạ à? làm trong niềm tin anh chị nha. Còn nếu mà mình mình không có niềm tin thì không nên làm và phải có cảm xúc thì mới có kết quả. Tại công thức thì chỉ có một thôi. À, cho tôi hỏi bao trong số anh chị chúng ta đã thu hồi được thu nhập của mình à, trong rất là nhiều những cái trường hợp nó cũng rất là gọi là mình cũng gọi là không còn kỳ vọng gì nữa, không còn hy vọng nào nữa nhưng mà vẫn thu hồi được thì comment tôi vậy. có những anh chị hồi nãy giờ không biết có tập trung nghe tôi chia sẻ không nữa mà anh chị hỏi những câu nó nằm trong nội dung tôi chia sẻ nãy giờ không à. tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà nãy giờ tôi đã chia sẻ rồi anh chị nha bởi vì thứ nhất các anh chị không có tập trung cái thứ hai là các anh chị không có tin nên các anh chị mới đang hỏi các anh chị cứ nói là bây giờ người ta chặn anh chị hết cái này cái kia rồi anh chị có nghe tôi nói nãy giờ không à anh chị cứ nói rằng là người ta chặn số anh chị. Rồi người ta các kiểu vân vân với các anh chị. Thì tôi đang chia sẻ với các anh chị nãy giờ là là có cái cách là cái, chỉ có tiềm thức anh chị kết nối thôi. Chứ mà nếu anh chị làm được ấy thì anh chị thu hồi được rồi. Không thu hồi được mới nhờ được hấp dẫn với sức mạnh tiềm thức đó anh chị nha. Được không ạ? À? Còn nếu mà anh chị dùng ý thức mà anh chị làm được anh chị đâu ngồi trong dương mình làm gì đâu và nếu anh chị làm được anh chị cũng không hỏi đâu mà tôi đang chia sẻ cái anh chị cách thu hồi luật hấp dẫn à, thu hồi thu nhập bằng luật hấp dẫn chứ hồi nãy giờ tôi không nói thu hồi bằng cách là gọi điện thoại cũng không nói là thu hồi bằng cách là gì à nhắn tin zalo cũng không nói các anh chị là gì à bằng cách đi qua nhà người ta để đòi mà anh chị nói rằng Người ta bỏ xứ người ta đi được không à À, chúng ta phải có sự tập trung anh chị chứ nãy giờ các anh chị chỉ muốn hỏi cái điều anh chị muốn hỏi thôi nhưng mà các anh chị không nghe các anh chị phải nghe các anh chị mới biết tại vì trong cái phòng zoom này gần trong phòng zoom này có 700 người nếu mà anh chị nào cũng hỏi mỗi người một câu tôi trả lời 700 câu hả anh chị rồi khi nào mới vào nội dung chính để để mà chia sẻ đây tôi chia sẻ cho cộng đồng mà chia sẻ chung cho tất cả anh chị trong phòng zoom đây là công thức chung và đúng cho tất cả mọi người không có riêng cá biệt một anh chị nào trường hợp là khó quá hay như thế nào hết do khó là do anh chị nghĩ thôi chứ không có gì khó đâu anh chị khó hay không là do mình ở đây nhóm một tập của mình còn có chị thu hồi gần 10 tỷ ấy, anh chị cái số tiền anh chị cho đi huy động vốn có lớn bằng số tiền của chị 10, 20, 30, 40 không? Được không ạ? À? Chúng ta học về luật hấp dẫn, học về tiềm thức trong những ngày vừa qua chúng ta và những anh chị nào chúng ta làm quy trình Cái chép hoa rồng hay quy trình điểm C Chúng ta biết được cái sức mạnh phi thường Của cái con người phi thường bên trong của mình như thế nào rồi Nên là những anh chị đó thường sẽ không hỏi những câu hỏi đó đâu Chỉ có những anh chị nào mà chúng ta là Thứ nhất là vào chưa có sự tập trung thôi Chứ hồi nãy giờ những cái gì mà anh chị hỏi là tôi trả lời ở phía trên đó rồi Là chúng ta cứ làm đúng quy trình đã Còn mà nếu mà chúng ta cứ xác quyết Cứ ra quyết định là người ta đã ngắt kết nối với anh chị rồi Thì cái anh chị làm quy trình này nó bằng thừa Nó không có kết quả đâu à đúng không ạ? À? Nó không có kết quả đâu anh chị nha. anh chị lắng nghe đi. À, chúng ta tập lắng nghe đi anh chị. Mình nghe xong rồi mình hãy uh, có những cái phản ứng. Mình đang nghe giữa chừng là các anh chị cứ nhảy vào hỏi cái điều anh chị muốn rồi. Cả phòng Zoom này ai cũng hỏi câu như thế là khi nào mới kết thúc Zoom. Được không ạ? À? Mà cái điều tôi vừa nói với các anh chị ở trên là khi mình nhắc kết nối với người ta rồi do các anh chị dí người ta quá anh chị dằn xé người ta quá anh chị cứ chỉ trích người ta quá anh chị cứ hăm dọ người ta quá anh chị cứ làm đủ cách đủ trò anh chị này kia với người ta nên người ta ngắt kết nối với mình thôi tìm thức người ta sợ với tính thức người ta bảo vệ người ta trước chứ làm sao ai đây cũng có tiềm thức hết trơn ấy và những anh chị nào chúng ta mới vào trong phòng dư mình này chúng ta chưa học những cái buổi phía trước của tôi ấy thì các anh chị chúng ta cần phải học những cái buổi 1, 2 đi nay vào buổi 3 mình không hiểu nha anh chị nha mình không hiểu mà mình cứ hỏi ngang như thế thì không có được đâu anh chị. Tại vì sao à? Chúng ta phải đầu tiên là mình phải biết rằng là mình đang học về một cái bộ môn khoa học, bộ môn khoa học anh chị nha. Được không ạ? À? Ừ. Ok không ạ? À? Bao trong số anh chị nắm được cái điều tôi chia sẻ comment số 1 đi à? Rất nhiều anh chị thu hồi được này. À, mình ở trong một cộng đồng lớn mình có rất nhiều anh chị làm được thì tại sao tôi lại bảo những anh chị cho comment để chúng ta có cái niềm tin đừng lấy câu chuyện bản thân của mình ra để mà làm cái điều giống như là các anh chị đang 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 cố gắng là cho mình thấy là mình đang đang rất là khổ sở đang rất là nạn nhân đó anh chị không đó là do mình mình phải chịu trách nhiệm với cái kết quả đó và việc của mình bây giờ phải thay đổi và phát triển lên chúng ta phải kết nối lại với họ ơi anh chị nha chúng ta mà cứ gọi hỏi chúng ta cứ tìm cách hỏi chặn zalo anh chị là do mình gọi nhiều thôi họ gọi anh chị họ chặn số hội anh chị là do anh chị gọi quá nhiều thôi đúng không à? ừ. nên chúng ta bây giờ phải gì à? chúc phúc cho họ đi à gửi cho họ thật nhiều tình yêu thương và biết ơn anh chị để tìm thức của họ vậy à? thấy một cái năng lượng từ xa rất là yêu thương rất là to bự lớn bạn đang gửi về phía chủ nhân của mình Từ từ họ sẽ gỡ ra anh chị Họ sẽ tìm cách liên hệ với anh chị thôi Anh chị hãy ghi nhẫn đi Nha anh chị nha Còn nếu mà tiệm thất anh chị Thôi thúc anh chị gọi ấy, Thì anh chị hãy gọi Mà nếu mà gọi không tin 50-50 bên trong thì đừng có gọi Cứ để phó thác cho tiệm thất lo Cứ làm đúng cái Cái nhiệm vụ của mình Còn nhiệm vụ của vũ trụ để vũ trụ Làm nha anh chị nha Hãy tin tưởng Đừng có nôn nóng Đừng có thái độ nôn nóng anh chị Nếu mà chúng ta thực hành là chúng ta cứ nói Ủa sao chưa trả, ủa sao chưa trả, sao chưa trả ta Có nghĩa là chúng ta đang tỏ một cái năng lượng thiếu thốn Là sẽ chưa dễ lấy ra cái số tiền đó anh chị nha Hãy tin tưởng tuyệt đối Thì kiểu gì anh chị phải tin như vậy nè Không có một ai trên cuộc đời này Chúng ta phải có cái niềm tin này anh chị nha Là đi mượn tiền người khác mà không muốn trả hết Ai cũng là những người chân, gọi là gì? À? chân thành, công bằng và trung thực. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là thế giới này không ai đáng tin hết thì thôi rồi, xong. Coi như là câu chuyện kết thúc từ đây, từ đây anh chị nha. Mà chúng ta mới nghĩ rằng là tất cả những cái người mà mình quen biết hay những mối quan hệ của mình ấy, xung quanh mình là đều là những người công bằng, trung thực và chân thành. Tại vì mình quen họ. Mình hút họ đến nếu mình nói họ là này kia thì khác gì mình nói mình. Đúng không ạ? À? Các anh chị phải có niềm tin rằng là ai mượn tiền ấy. Nói chung những cái người mà họ đang huy vọng huy động vốn từ anh chị, không có ai họ muốn mượn người khác mà họ không trả đâu. Nha anh chị nha. Phải tin tưởng vào cái con người đó, cái mối quan hệ đó. Bởi vì các anh chị đã từng rất là tin tưởng họ mà. Không tin sao cho mượn. đúng rồi rất đúng anh chị hãy tin tưởng vào họ anh chị nha bởi vì chúng ta đã từng rất là tin tưởng họ thế bây giờ tại tuy nhiên chỉ vì tiền mà các anh chị mất niềm tin đó họ rồi để ngắt kết nối luôn sao được chúng ta đã từng rất là tin tưởng họ mà bây giờ họ vẫn thế anh chị bởi vì ngày trước chúng ta cho họ mượn bởi vì mình tin họ là người tốt bây giờ họ vẫn là người tốt còn nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái dự án hay là những cái gì đó thì tôi hơi chịu còn tôi đang nói đây là một cái đối tượng là con người anh chị nha. Còn mà đối tượng mà là sự vật sự việc thì tôi không biết. Ngày đó mình cho họ mượn ít hay nhiều thì do ngày trước mình tin. Mình tin họ là một cái người bạn rất là tốt của mình. Họ một cái mối quan hệ rất là tuyệt vời của mình, rất là tin tưởng họ. Bây giờ anh chị bảo là họ lừa mình hay là anh chị bảo anh chị không tin họ nữa, anh chị tin rằng là gì? trên thế giới này á làm gì có cái chuyện mà đi mượn tiền mà trả em chị như này có trả cho chị đâu thế khác gì anh chị lấy cái tay xong mình tự vỗ vào mặt mình là gì ạ à? đi nhiều năm bị trước chắc là mình hơi sao mình mới mình mới uh, uh, tin nhầm người thế vẫn là do mình thôi nha anh chị nha hãy tin rằng là kiểu gì họ cũng sẽ trả cho mình thôi phải xác quyết như thế anh chị kiểu gì kiểu cũng phải trả cho mình tiền của tôi là tiền của tôi tiền của tôi là phải về với tôi và vui vẻ anh chị, và vui vẻ anh chị nha. Rồi và tiếp theo anh chị là mối quan hệ giữa mình với tiền. hồi nãy là mối quan hệ giữa mình với họ rồi, mình kết nối lại anh chị nha. Đầu tiên là các anh chị phải thật sự bắt đầu trân quý dòng tiền của mình, dù nhỏ hay lớn cũng phải vui, ăn mừng. Ăn mừng tiền của người khác luôn Tại vì tìm thức không biết tiền của người khác hay tiền của mình Anh chị ăn mừng với yeah, tiền về Mà Tôi chăm sóc nhiều tiền nhiều sản Cảm ơn tiềm thức cảm ơn thức yeah, Siêu nhiều tiền luôn tôi siêu giàu luôn Anh chị phải hào hứng như thế Tiền người ta gửi cho anh chị Nhưng mà mặc dù không phải là tiền Anh chị có quyền không được quyền sử dụng Hỏi em giữ số tiền này nha Xong mà gửi cho chị ký dùm chị Nhưng mà cái gì cầm trên tay mà là tiền là của mình là gì Ăn mừng trước tính sau Tiền của em Chút xíu em gửi cho nhưng mà là tiền của em. Được không ạ? À? Chân quý biết ơn nha anh chị nha. Và anh chị có thể hỏi những cái người bạn của mình về cái... Uh, 100 cái điều biết ơn về tiền. Uh, anh chị viết mỗi ngày ít nhất 10 điều. Viết nhiều hơn vẫn được. Để nuôi dưỡng lại cái uh, tình yêu của mình dành cho tiền anh chị. hãy học cách gì ạ? À? Học cách... Uh, Chân quý đồng tiền anh chị nha Yêu quý nó bởi vì nó là câu mình mà Và cái thứ hai anh chị là chúng ta phải tốt nghiệp cho các bài học là tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc Bằng cách là gì ạ? Liên tục nâng cao tư duy, phát triển trí tuệ và nhiệt kế tài chính của mình lên Bởi vì cái nguồn đó nó về nhanh hay là chưa nhanh Nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ phát triển và cái cảm xúc của các anh chị Nhiệt kế anh chị càng được tăng lên Thì nó sẽ hút về càng nhanh Nên tại sao Có một người chị là làm Cái quy trình này cùng với Tú Từ hồi tháng 1 anh chị nha Tháng 1 2023 Nhưng mà Sau 5 tháng đến bây giờ anh chị Là 6 tháng Mới thu hồi được số tiền đó Theo anh chị là vì sao ạ à? Tại bây giờ nhiệt kế tài chính mới nâng lên Bằng đúng cái số tiền đó để mà bây giờ nếu mà giả sử bây giờ thu hồi về sớm hơn đi mà nhiệt kế tài chính nó không phải cái ngưỡng đó thì tiện là đi bằng cách khác đúng không ạ à? nên là khi mà chị đạt được cái ngưỡng mà cái số tiền thu hồi của chị muốn thu hồi về ấy, nó bằng với cái nhiệt kế tài chính của chị rồi nhiệt kế của chị bằng với số tiền mà chị muốn thu hồi rồi thì nó về đi. thì hai, 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 thì hai cái này nó về thôi nên là chị đó là học quy trình này của tôi từ tháng 1 2023 nha đó tháng 6, cuối tháng 6 gần Hôm nay là ngày 22 tháng 6 Mới thu hồi được Nên là nếu mình Nó nhanh hay là không nhanh Nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ phát triển Và cảm xúc của các anh chị Phát triển cái gì à Tư duy và nhiệt kế tài chính của mình lên Thấy có nhiều anh chị sẽ hỏi như vậy nè Ui em ơi Thế bây giờ số tiền của chị lớn quá Thế chắc phải đợi mấy năm mới về hả à? Anh chị nhớ nha cho dù nhiệt kế tài chính anh chị có cao nhưng anh chị phải tốt nghiệp được cái bài học quản lý tiền được không ạ? À? Không phải đợi đó mấy năm đâu anh chị. Có những anh chị mà tham gia vào nhóm rèn luyện 90 ngày và nhóm rèn luyện doanh nhân ấy, thì tốt nghiệp tư duy quản lý tiền và đưa mình vào cái nhiệt kế tài chính của những doanh nhân thành công thì khi mà những anh chị đó họ đã tạo được cái dòng tiền là vài trăm, vài tỷ một tháng rồi thì khi đó họ hút cái số tiền kia về rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà các anh chị chúng ta đang làm văn phòng ấy hoặc là mình đang kinh doanh nhỏ lẻ ấy, anh chị thì có nghĩa là cái nhiệt kế tài chính của mình nó chưa được cao ấy. Thì cần phải có cái khoảng thời gian để các anh chị nâng cấp lên. Nâng cấp lên anh chị nha. Ờ à, được mà phải nâng cấp lên thì mới hút nó về được. Còn lại nếu mà anh chị muốn nhanh ấy thì thứ nhất chúng ta phải trở thành bậc thầy tiềm thức có một cái sự kết nối mạnh mẽ để chúng ta có thể gặp và giao tiếp với cái tiềm thức của cái người kia nhanh hơn thứ hai là chúng ta hãy phát triển và nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên chúng ta học cái cách kinh doanh học cách đầu tư anh chị nha để chúng ta tạo ra dòng tiền được không ạ à? thì khi anh chị tạo được dòng tiền lớn rồi thì cái số tiền mà anh chị muốn thu hồi nó nằm ở trong đó mà thì tự khắc nó về thôi và cái mối quan hệ tiếp theo anh chị là mối quan hệ giữa mình với tiền uhm. là các anh chị phải cho phép bản thân mình phát triển mình lên cho mình thông minh lên nè thông minh ở đây không phải tôi nói thông minh theo cái dạng kia anh chị nha mà thông minh về tài chính đó à gia tăng cái sự hiểu biết của mình về tài chính anh chị về kinh doanh đầu tư không có nào mang cái đầu rỗng tuyết mà đi kinh doanh được. Không phải mang một cái đầu mà đi làm thuê mà đi kinh doanh được đâu anh chị. Không phải mang một cái đầu mà kiến thức không có một chút kinh nghiệm nào mà đi kinh doanh được. Phải cho phép bản thân mình phát triển lên anh chị nha. Đừng lý do, đừng bao biện. Cho cái việc không phải chị bản thân bởi vì chị bận cái việc này việc kia. Tôi nói anh chị rồi. Tôi nói từ hôm ngày 1 và ngày 2 rồi. Chúng ta lo cho cả thế giới và không lo cho mình thì chúng ta đừng bao giờ Quay ra và nói với cả thế giới là bất công với mình Tại sao chuyện này nó cứ đến với tôi Tại sao chuyện kia nó cứ đến với tôi Trong khi anh chị có cho phép Cái cơ thể này, cái con người này được Thông minh ra đâu anh chị Được có sự hiểu biết ra đâu Mà không gặp chuyện này chuyện kia Anh chị còn tiếc mà à, Sách còn không đầu tư để đọc mà Phát triển bản thân là coi như là Nói chung mua iPhone thì nhanh nhưng mà cái gì đầu tư cho bản thân mình thì phải suy nghĩ lại Có anh chị ơi iPhone 14 rồi mắt là vừa ra cái xếp hàng à. Ra đặt là gì ạ à? Chị là phải sở hữu cái đầu tiên Số 1 tại Việt Nam Order xong rồi nằm trong số 100 người đầu tiên Anh chị xếp hàng chờ Nhưng mà đầu tư cho bản thân ngồi suy nghĩ Ta nói chứ suy nghĩ từ tháng này qua tháng nọ Có không à? Có anh chị ơi ừ. Nên các anh chị nhớ những mối quan hệ giữa anh chị với Vữa mình với mình ấy tại vì anh chị nên nhớ nha mình với mình mà không ổn ấy đây nha mình với mình là trong nhà nè này trong uh, phòng kính với nhau nè hai người này là phòng kính với nhau mình với cái cơ thể của mình ấy mà không xong mà là cái chuyện mà bê đi ra ngoài là coi như xong luôn để mình coi chị hỏi tú là sao chị với chồng chị không hòa hợp được em ơi không thế nào chấp nhận được chị cảm thấy bức rứt rồi nói chung mình ngày kia quá trời luôn tôi nói là do chị với chị chưa ổn ấy do chị với chị chưa ổn đầu tiên ấy, nên là chị phải làm việc với chị trước chứ phải làm việc với chồng chị đúng không ạ à, chứ chứ không phải là, là, hỏi tôi là có cái câu tuyên bố nào không em có cái câu nói nào <laughs> tôi nói có nhưng mà giờ tuyên bố xong mà theo dõi rồi mà nếu mà chị chưa có xong với chị là không có cái gì xảy ra hết nên là tôi bảo là chị phải hợp với chị trước nha anh chị nha nên là tôi muốn nói với các anh chị là các anh chị chúng ta phải gì ạ à? cho bản thân mình phát cho bản thân mình cái cơ hội được phát triển mình lên để mình nâng cao nhiệt kế mình lên anh chị tại vì sao anh chị biết không khi mà chúng ta nâng cao nhiệt kế tài chính của mình lên nó có rất nhiều cái lợi luôn cực kỳ lợi anh chị anh chị thấy người có trí tuệ với người không có trí tuệ thì người nào làm việc nhẹ nhã hơn à theo anh chị người có trí tuệ Với người không có trí tuệ thì người nào làm việc nhẹ nhã hơn à Tôi tú nhận được một cái tin nhắn mấy anh chị khoe kết quả thu hồi thu nhập anh chị là có bạn của một chị trong nhóm học tập của mình nha là vay chị ấy 7 năm thì chị viết thu hồi thu nhập từ cái đợt mà quy trình tôi hướng dẫn ấy thì tự dưng là một cái hôm chị không nói hôm nào à hôm 9 tháng 6 mới đây đâu anh chị là chị viết được 6 tháng rồi chị viết cái bức tranh thu hồi thu nhập được 6 tháng rồi Tự dưng à, ngày 9 tháng 6 vừa rồi anh chị Người ta nhắn tin là Trả tiền Trả tiền anh chị nha Vay 7 năm trả được Bình thường anh chị Phải có niềm tin anh chị nhớ Quy luật cuộc sống và quy luật của niềm tin Quy luật của cuộc sống và quy luật của niềm tin anh chị nha Trong buổi tối ngày mai thì tôi cũng sẽ tranh thủ Mời một số anh chị đúng ngoài lên chia sẻ câu chuyện thành công với các anh chị Hôm nay thì cũng uh, hơi muộn uh, Được mà Để mai anh chị có thể nghe để mà chúng ta gia tăng thêm cái niềm tin của mình anh chị nha Đúng rồi ạ Khi mà chúng ta có trí tuệ thì mình sẽ nhàn nhã hơn người không có trí tuệ Tại vì sao anh chị Tại vì ngày trước khi mà Tú chưa có trí tuệ anh chị Thì cái lúc mà Tú có thu nhập một tháng có 10 triệu thôi Thì Tú cho người ta mượn 5 triệu mà lúc đó là người ta nợ mình ấy, anh chị Mình thấy nó to như quả núi vậy đó Tại vì sao Mình thấy chưa dễ lấy về được luôn Tại vì tháng một tháng mình có 10 triệu bây giờ người ta mượn mình nửa tháng tiền của mình rồi Thì mình thấy nó to quá trời Nhưng bây giờ anh chị Chúng ta phát triển trí tuệ lên anh chị nha wow, Xin được vời. chúc mừng à. À, Chị nha Số tiền 3 triệu 18 năm rồi giờ mới thu hồi được Được không ạ? À? Nhưng mà sau đó anh chị, nhưng mà sau khi mà Tú gia tăng nhiệt kế tài chính của mình lên, Tú học cách kinh doanh. Thì sao ạ? À, à Tú đã biết cái cách gia tăng được cái dòng tiền của mình lên. Thì khi đó tôi quay lại tôi thấy là cái số khi mình kiếm được tiền trăm anh chị, mình thấy cái số tiền nhỏ 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 nó không có còn lớn nữa Nghĩa là mình cứ thoải mái mình không có bị áp lực anh chị nha thì tự nhiên nó lại về. Được không ạ? À? Nên là các anh chị phải nâng cấp mình lên Các anh chị phải nâng cao nhiệt kế tài chính của mình lên Thì các anh chị sẽ thấy những cái khoản tiền lớn ấy Mà nó chưa có dương của mình mình Mà người ta đang huy động của mình ấy, Tự nhiên nó ồ ạt nó kéo về luôn Và các anh chị phải tập trung Những cái nguồn thu nhập khác Chứ đừng có chăm chăm ở cái nguồn đó Xong mà mình cứ không có vui hoài Hãy học cách kinh doanh đi anh chị Hãy phát triển bản thân của mình lên có rất nhiều cơ hội tuyệt vời ngoài kia Mà sao chúng ta cứ nhìn thấy cái đáy ly hoài vậy anh chị Hôm qua tôi nói anh chị về cái đáy ly ấy. Trời ơi trong khi cái ly rất là đẹp Mà chúng ta không chịu phát triển mình lên để dâm từ trên dâm xuống Mà chúng ta cứ nhìn vào cái đáy ly Và chúng ta nói chả thấy cái gì đẹp hết trơn ấy. Hãy phát triển mình lên anh chị Đừng có chăm chăm vào cái số tiền Mà người ta đang huy động ấy. Rồi nó sẽ về thôi Lượng đủ chất đủ thì nó sẽ về anh chị nha mà việc của anh chị là phải học cách để tạo nhiều nguồn thu nhập hơn nữa. Nên các anh chị hãy tốt nghiệp đại học ngày hôm nay anh chị. Và hãy ra quyết định là cho mình trở thành một bậc thầy sức mạnh tiềm thức. Và mình phải ra quyết định mình trở thành một doanh nhân anh chị nha. Để mà chúng ta gì ạ? À? Ra quyết định xong rồi thì vũ trụ sẽ cho các anh chị những cái nguồn lực để các anh chị có cái sự phát triển mình lên. Để anh chị phải trở thành một doanh nhân. Bởi vì anh chị biết không ạ? À? Uh, giống như là trong dung của doanh nhân chị Thủy Vũ có chia sẻ đó trong những năm cũng như là doanh nhân công minh và các trưởng nhóm chúng ta có nói anh chị thì trong năm 2023 và những năm tiếp, theo anh chị nha sẽ là một trong những cái năm cái thời gian mà rất là nền kinh tế không được ok nên các anh chị phải chuẩn bị rất là nhiều thứ khi mà nó xảy ra anh chị anh chị nên nhớ thị trường là cái chúng ta không thể nào kiểm soát được mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát và phát triển chính mình lên thôi anh chị nha. Được không ạ? À? Được không ạ? À? Vâng, trong số anh chị chúng ta ra quyết định là mình tốt nghiệp đại học ngày hôm nay anh chị ơi. Đúng không ạ? À? Nhớ làm theo cái quy trình tôi vừa chia sẻ anh chị nha mà chúng ta nên làm buổi tối. Và chúng ta cứ viết cái tên của cái người đó anh chị. À, viết một người, mình viết đi viết lại, mình làm cái quy trình đó liên tục với họ. Và sau đó mình cứ thả lỏng anh chị nha. Đừng cố gắng vô trong cái chuyện đó rồi cứ khó chịu rồi cứ trách móc mình hoài cứ xỉa xói mình hoài cứ làm cho bản thân mình như là một người cảm thấy rất là có lỗi anh chị có thể cái số tiền đó là số tiền của gia đình anh chị đi bây giờ khi mà cho người đó mượn xong gia đình anh chị chết móc anh chị này kia Ờ à rồi anh chị tự chết móc về chính mình anh chị phải hòa hợp với chính mình anh chị nha phải ra quyết định là gì à? tôi có năng lực và hoàn toàn có thể kiến tạo nên một cái sự thành công cho riêng tôi và tôi hoàn toàn có thể là gì à? À, tôi là một cái doanh nhân xuất chúng và có thể kiếm được rất là nhiều tiền à, tôi xây dựng doanh nghiệp và xây dựng cái doanh nghiệp triệu đô của mình đúng không ạ à? chứ chúng ta đừng có trách móc mình nữa anh chị. Và cũng thoải mái nha. Mình hình dung tưởng tượng xong rồi. Ok, hôm sau, ngày mai tiếp tục làm việc chứ đừng có. Xong rồi sáng nghỉ, trưa nghỉ, tối nghỉ. Sáng nghỉ, trưa nghỉ, tối nghỉ. Thế là cái mục tiêu 30 ngày không nghỉ. Rồi cái việc đi gặp khách hàng cũng không lo. Rồi tập trung để mà thu hút nguồn lực cho công việc kinh doanh của mình cũng không ấy luôn. Không anh chị nha, cứ để qua bên. Thời, thời gian mình làm quy trình xong rồi. Mỗi ngày mình sẽ dành thời gian ra từ 30 tới 1 phút cho cái quy trình để mà mình... Chúc phúc, biết ơn Rồi hình dung tưởng tượng Về cái thu hồi thu nhập đó và Từ từ về anh chị ơi Mình cứ thoải mái nha Không phải viết ngày mai về đâu Có những cái số tiền nhỏ sẽ về nhanh anh chị Nhưng mà có những cái số tiền mà nó Nó lớn hơn thì nó cần thời gian Nó cần cái sự phát triển của chúng ta lên Mà khi mà chúng ta phát triển mình lên ấy, Lượng đủ chất đổi thôi. Anh chị mà càng hói nha càng hói hói hả càng gấp gáp rồi càng nôn nóng nó dẫn tới chúng ta sẽ mang cảm xúc thiếu thốn và thiếu thốn một cái năng lượng không được tích cực sẽ đẩy tiền ra sao ra hôm nay các anh chị phải tốt nghiệp bài học gì ạ? À? đầu tiên là mối quan hệ giữa anh chị với cái người cho cái người anh chị cho mượn tiền thứ hai là mối quan hệ giữa anh chị với tiền và thứ ba là mối quan hệ giữa anh chị với chính anh chị nha anh chị nha phải tốt nghiệp ba bài học này ra quyết định là mình phải tốt nghiệp bài học này anh chị nha ba bài học này để từ giây phút này về sau mà mình sẽ chân quý đồng tiền của mình mình sẽ học cách quản lý tiền nhân tiền và học cách yêu thương tiền và mình học cách gì ạ biết ơn cái người bạn kia họ đến bởi vì họ nhận cái sứ mệnh từ vũ trụ chứ họ không phải người đó thì cũng người khác à anh đừng có ghét họ anh chị nha và hãy biết ơn mình đi anh chị bởi vì nhờ cái sự việc đó mình mới gặp nhớ học tập chứ ngày đó mà mình vẫn giữ, giữ số tiền đó chắc gì bây giờ chịu chịu để phải chịu bản thân và nhớ sự việc đó nên mình đã học kinh doanh mình biết kinh doanh bây giờ mỗi tháng mình có thu nhập như vậy nè chỉ là mình cũng muốn cái số tiền kia nó về có phải tuyệt vời không ạ à? nhờ có cái sự kiện đó mà làm cho các anh chị à dạ, quyết tâm hơn thay đổi bản thân mình và phát triển bản thân mình lên để gì mình tạo được nhiều giá trị hơn còn tự nhiên số tiền anh sẽ tự về thôi anh chị yên tâm đi hãy tin tưởng là gì à? không có một ai trong cái cuộc đời này mà họ huy động vốn từ người khác mà không muốn trả hết họ, họ là những người chân thành uy tín trung thực công bằng hãy tin như thế anh chị nha những người bạn của mình là những người tuyệt vời như thế mà bởi vì mình tuyệt vời nên họ rất là tuyệt vời nên là bạn mình tuyệt vời nên là bạn rất là tuyệt vời nha mình tin tưởng bạn đó tin tưởng bằng thật thật lòng nha chứ phải mỹ thì nói tin tưởng mà trong lòng cả khịa nha <laughs> tin tưởng mạnh lắm á nhưng mà mắt thì đâm chiêu là không được anh chị nha tin tưởng từ trong ra ngoài luôn tin tưởng bằng cả con tim anh chị anh chị nhớ nha cái quy trình này nó có thành công hay không nó nằm ở cái niềm tin của các anh chị và cái cảm xúc của các anh chị đó và nằm ở cái chuyện đó chính là các anh chị phát triển tốc độ phát triển của anh chị nhanh hay không nhanh thôi nên là các anh chị hãy ra quyết định là mình gì Tôi làm chủ cuộc đời của tôi Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc Và tôi giờ, uh, Có tư duy triệu phú Tại vì một triệu phú thì rất là giỏi quản lý tiền Và kiếm tiền và nhân tiền anh chị Cứ ra quyết định đi Còn cách nào để mình có tư duy triệu phú Thì mình cứ học tập cùng với nhóm Tham gia các uh, uh, dung giờ, uh Nhóm rèn luyện 90 ngày Nhóm rèn luyện nhân nhân để sao anh chị Để chúng ta update Nâng cấp mình nhanh hơn Và để dòng tiền nó về nhanh hơn được ạ? À? những anh chị mà chúng ta tham gia vào nhóm rèn luyện chín mươi ngày về doanh nhân ấy, họ thu hồi thu nhập nhanh lắm tại vào đó được cài đặt tư duy anh chị được cài đặt tư duy ấy, rất là nhanh luôn nên những anh chị nào mà chúng ta đang uh, cũng mong muốn có những cái sự bước phá có những sự tăng trưởng về tài chính để chúng ta có những cái sự tăng trưởng về mặt uh, uh, tư duy để mà bên ngoài mình có sự tăng trưởng về tài chính anh chị thì sao à? uh, chúng ta hãy cho phép bản thân mình tham gia vào nhóm rèn luyện chín mươi ngày anh chị nha đó là lời chia sẻ thật lòng của tôi là khuyên đó, là khuyên của tôi anh chị à, để để vì sao anh chị đằng nào mình cũng phải gì à? phát triển tư duy thôi đằng nào mình cũng phải gì à? nâng cấp bản thân mình thôi thì mình hãy cho phép mình có một cái môi trường để mình thảy mình vào anh chị mình giống như cái lò luyện kim cương ấy. giờ mình mình học thì thấy nó đang được kỷ luật đúng không giờ vô thấy ai cũng kỷ luật hết thấy có môi trường thấy có người dẫn dắt nè thấy có những gì à? À, những cái công thức bộ công thức của những người thành công được nhắc nhở, được rèn luyện, được đồng hành, cầm tay chỉ việc mỗi ngày, cầm tay học tập mỗi ngày, anh chị, thì mình sẽ đi nhanh hơn. Còn chúng ta trước giờ chúng ta học bên ngoài, anh chị hỏi chúng ta tự học, anh chị thấy mình đi nó cũng đang nhanh không Nên là hơn nhau ở chỗ môi trường anh chị nha. À, có thầy, có sách rồi còn có môi trường, có bạn bè nữa thì tuyệt vời luôn. Đó do vì sao mà anh chị thấy là à, những anh chị mà lên chia sẻ của chị thành công trong những học tập của mình ấy là gì? À? À, để mà gì? À? <laughs> sao anh chị họ rất là thành công họ có kết quả rất là lớn bởi vì sao ạ? À? bởi vì bản thân họ đã được thay đổi cái tư duy rất là nhanh anh chị nha được không ạ à? nên chúng ta hãy ra quyết định tốt nghiệp bài học ngày hôm nay mối quan hệ giữa mình với người người kia mối quan hệ giữa mình với tiền và mối quan hệ giữa mình với mình phải tốt nghiệp cái bài học giữa mình với tiền nha là phải yêu thương tiền nha chân quý đồng tiền và thứ hai là gì ạ à? là phải tốt nghiệp bài học với tiền bằng cách là mình nói tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc chứng minh đi chứng minh cho tôi thấy là bạn xuất sắc đi chứ bạn nói mà chưa thấy đâu hết hãy xuất sắc thông qua suy nghĩ là nói và hành động của mình chứ đừng nói xuất sắc miệng thì tuyên bố 17 tỷ triệu phú nhưng mà sao ạ à? nhưng mà tay thì ngày mai vẫn bung tiền ra xài mua đồ không nhìn giá và không chịu nâng cấp kiến thức của mình lên Nha anh chị nha Phải tốt nghiệp bài học Anh chị với tốt nghiệp bài học này Tôi khẳng định anh chị luôn Những cái bài học mà tôi chia sẻ anh chị nãy giờ Tiền tiền mà anh chị muốn thu hồi về về rất là nhanh Được không ạ à? Rồi ok Rất là tuyệt vời anh chị nha Thì đó chính là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ Các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay Cái quy trình cũng như cái lý do Vì sao mà chúng ta giờ Có những cái khoản mà nó đang Đang chưa được thu hồi nhanh đầu tiên ta phải hiểu được cái nguyên nhân rốt rễ để từ nay về sau chúng ta không có gì à. té vào trong đó nữa mà từ nay về sau tốt nghiệp luôn né luôn cái chỗ đó anh chị là biết cái chỗ đó là cái chỗ là làm cho cái mặt tiền mình nó bị tách tách nhãn ấy. từ nay về sau là né luôn gỡ ra luôn anh chị nha và phải tốt nghiệp giờ nghe rồi phải ứng dụng chứ nghe mà để đó là coi như mút gặp lại nha anh chị rồi rất là tuyệt vời rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú trong cái buổi tối ngày hôm nay Uhm. xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai và chúc tất cả anh chị à uh, chúng ta uh, ứng dụng cũng như thực hành cái quy trình này thành công rực rỡ và đạt được những cái kết quả như các anh chị mong muốn trong thời gian sớm nhất được không ạ à? và khi mà có kết quả nhớ khoe với tú và các anh chị trưởng nhóm nha và để về sau anh chị để mình chuyên cảm hứng cho các anh chị em cho nhóm học tập và mình gieo hạt thành công được không ạ à? rồi